bé cầm 12 13 tay ăn chưa cài lại đang tính là cái chi nữa vì là cài này mai đã ra câu cả nó rồi mình cũng đòi đòi chưa à không dám lắm đó ngon lắm đó một đồ á cà phê được rồi đồ cà phê đúng rồi nói chưa ra ít khi đồ ra vào 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 cái gì mua một gam bánh đê với có nguyên cái thiên cái chỗ đó nó bán đơn quá trời cái nhà hàng cái đó đó bị khổ lắm ơi khổ lắm ăn không được ăn nói cục số của em đúng rồi đó số để đem đó đó ờ có số được rồi có rồi tốt rồi mai trước khi anh đi anh quay à quay quay nói về chết đó ngày mai ra ngoài anh mới định con đó con khi nào con đi học lại con đang trời ngon rồi con đi làm nhưng mà when you come back không biết 8 tháng 9 mới đi làm đi học lại con phải đề với con cái chuyện nhỏ I need the money as student là gọi liền tại vì con theo cái chương trình nó hỏi cái chị tạo là cái đó để small world and the more I'm student mà nó làm lái chùa đường khó kéo đúng không nó kêu này chùa này thành phố cho nó chỉ có nhiều người phụ nữ nhiều người nó muốn đi làm chỗ nào cũng nhận hết nếu mà chưa về đây thì được nhưng mà những cái nhà chùa đó nó đâu rồi chứ mà má muốn nó trở nên làm mà đi học á nó muốn đi làm hai cái bước kia thì nó khó lắm hiểu không đúng rồi và cái giờ của nó đi làm thì là khó khăn con chưa chưa mà nó chủ hay về đây rồi má một đi lên làm mà lái vô làm mà cái mùa hè con khó nếu mà nếu mà cho luôn á thì từ khi mà nó đi học á dạ là nó ưu tiên học sinh nó ưu tiên học sinh hai cái mà bài chủ nhật đó nó đi làm để ưu tiên vì giữa đồ sáng nó là thứ bảy chủ nhật ra giữa leo đi chứ còn nếu là nó thôi con đây làm em chứ tụi con ráng học đi có cái tương lai hơn neo tuy rằng có tiền thiệt nhưng mà có tiền là thôi đừng cho cháu làm neo chứ cho chứ hỏng lắm mà anh cho anh báo chỗ nó chịu lắm mấy kìa nó làm nurse y tá nurse hoặc là ra mấy cái ngành real estate đi anh đang đi học nurse đó nhưng mà ý nó là cuối tuần 2 ngày đã đi làm thêm mấy tiền làm neo chị biết không đừng có tiền anh học không bông thì hả đâu có đi làm neo đâu anh không biết làm neo anh đã làm neo vợ em kêu làm neo để em kêu không cho nó không something giống là something different của mình con đi về vợ em muốn kêu hẳn đi làm để lên trên là có tiền bạn em đó cuối tuần đi làm mà hẳn chịu làm neo đó nhớ hẳn muốn đi làm đi bà lão con đi nữa thôi à khi mà anh làm rồi rồi xong nó không vô nữa có hẳn chịu đi làm bên thôi đi chứ không cháu cháu cứ học đi làm ra làm cái broker lại lấy cái broker ra quỹ đạo ở đâu rồi đi chơi con chích mùi như này ta rồi đi đây real estate good money là tôi khó chích vào cái mùi anh biết không mấy cái thằng broker đó mấy thằng broker đó nó anh có thằng broker đúng không mấy mình mới 5-6 người realtor dưới đây anh nó đi bán 6% đưa cho anh 3% rồi Đâu đâu mà bữa em về Việt Nam thì đến cái con hai đứa em với lại con bé kia đi vô làm massage một con á thì nó